vlog lần này. Hãy cùng mình recap lại chuyến đi Nhật Bản vừa rồi để đi xem hoa anh đào nhé. Tóm tắt chuyến đi lần này ư? Nhiều hoa anh đào, nhiều sự đi bộ, ăn và rất nhiều hoa anh đào. Điều mà mình thích nhất ở nước Nhật đó là việc đi lại vô cùng tiện lợi. Chúng mình chỉ cần một chiếc thẻ Ikoka này thôi là có thể đi khắp nước Nhật rồi, từ tàu điện cho tới xe buýt. Cảm ơn vì đã sắp xếp chuyến đi này cho tôi được. Người ta còn cho thuê kimono mọi người ạ. Nhưng mà mình lười thay lắm, mình lười chụp ảnh. Ở đây mình thấy mọi người thuê quần áo kimono rất là nhiều để mà mọi người chụp ấy. Nhưng mà mình là kiểu dân du lịch, thích khám phá, mình sẽ rất là lười thuê những cái bộ quần áo mọi người ta cho thuê. By the way, đang leo lên sau cho nên là hồng ha hồng hồng. Wow, so pretty. Giống mấy phe, giống khu mấy phe. Khởi đầu bằng bữa sáng với mì udon curry vì mình chót mê món curry này mất rồi. Đây là một sự cố gắng quay mukbang của mình, nhưng mà mình chợt nhận ra là tiền thì không rõ và tripod thì không có, cho nên là góc quay này tệ quá. Dừng lại thôi ăn. Và sau đó thì... không còn sau đó, vì mình mà mê đi mua sắm outlet rồi nên không có quay lại video. Đại khái là chúng mình đến Rinku Outlet, là nơi mua sắm các đồ hiệu giảm giá. Và mình đã tậu được một món đồ với giá chỉ bằng 1/3 giá bình thường thôi. Nói chung là nên đi nhé các bạn. Bọn mình đi tới Nara, thành phố cửa hươu với những chú hươu được thả khắp các khu vườn quanh Nara. Nara là nơi mà mình cảm thấy rất đẹp, vừa cổ kính mà lại có chút thơ mộng. Nó cắn quần của mình, đau quá. Ô này có cả vết liếm của nó này. Lấy nước ra không rửa không? Bọn này hư thật đấy. Nhưng mà yêu. Đấy, chỗ này là to bụi. Tối đó chúng mình đi hẹn hò ở một quán ăn nhỏ ven đường, thưởng thức kiểu quán xiên nướng nổi tiếng của Nhật. Nói chung là chúng mình đã có một buổi hẹn hò rất là lãng mạn. Hôm đó trời còn mưa nữa, cho nên khung cảnh vô cùng là lãng mạn luôn. Chắc chắn là mọi người đã nghe từ bò Kobe rồi chứ. Và bởi vì rất muốn ăn thử bò Kobe, cho nên bọn mình đã quyết định đi thành phố Kobe.
Thành phố Kobe thì có ít người tới du lịch, cho nên là bạn có thể thấy khung cảnh cũng vắng vẻ hơn một chút. Chúng mình đi xem bò, nhưng khu đó lại đóng cửa, cho nên là chỉ ngắm được mấy con bò này thôi, chứ chẳng có chương trình gì hết. Hay, xui thật sự. Ăn xong thì nhà mình quyết định đi tắm onsen, nhưng mà mình thì ngại tắm chung lắm, thế nên là mình đã quyết định đi lang thang. Thử ngâm chân miễn phí ở ngoài đường và ngồi cà phê ngắm trời đất một mình. Nhưng mà không phải là cô đơn đâu nha, tôi rất thích khoảng thời gian này. Dù là chỉ 30 phút thôi, nhưng mình cảm thấy rất vui vì có khoảng thời gian này để mình được chiêm nghiệm lại một tuần qua và cảm thấy biết ơn. Mình biết ơn vì có chuyến đi này, vì săn được hoa anh đào, vì thời tiết đẹp, vì có người chồng quan tâm và sắp xếp chuyến đi này cho chúng mình, vì những ngày thư giãn không phải suy nghĩ bộn bề. Và mình biết ơn vì gia đình mình khỏe mạnh và hạnh phúc. Nói chung là đôi khi bạn cần cái khoảnh khắc như thế này để trân trọng cuộc sống mình hơn một chút. Và vậy thì là hết. Cảm ơn chuyến đi Nhật Bản lần này, và cảm ơn bạn vì đã xem hết video ngày hôm nay.